Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Là nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Bữa nay mình và cần thủ câu cá lóc Củ Chi. Chào mọi người nha. Sẽ đi bào cá ở cái hầm này nha các bạn. Cái hầm này ở ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An các bạn. Này, mình đi nãy mình đi cái đường này đi các bạn đi ngoài sờ đo vô nè. Sờ đo chạy vô các bạn đụng ngay cái đường gặp kinh nổi á, nhìn bên tay trái. Quẹo vô, chạy vô đây. Nhìn ra bên đây có cái hồ. Hồ này là người ta thả cá gốc nước, người ta thả cá rồi mà giờ người ta vớt cá người ta bán hết rồi nha các bạn. Nè, hồ nè. Đó, hồ rộng luôn nha. Bên kia có câu cá rô phi bên nè. Bên kia nó ngon nữa. Vừa ra bên kia lưới bén nha các bạn. Còn mình đây là câu. Nhưng mình khỏi giới thiệu mồi câu của mình chiên mồi sắt thôi. Mình giờ ra để chiến cái ra chiến mồi sắt. Khói luôn. Ra giờ ra cào cặp bờ này trước. Nhìn ra chiến nha các bạn. Lên hàng. Ồ, bự rồi. Rồi. Dính vô lưới. Dính là cá dính vô lưới luôn. Đâu nhả dưới rồi. Rồi xảy cá luôn rồi. Cũng lúa lúa 300 là 200 gram à. Thấy luôn rồi. Có điểm dựa nè. Có điểm dựa anh giải anh bung nè. Ô nhại thiệt. Cá sát. Con dây nè. À thấy con giải không? Chúng còn dây gân nè, nó có điểm dựa nè, nó giải sảy. Không lên được cá rồi. Uổng một con một. Con cá sắt màu trắng mình nè. Dính các bạn ơi. Lên cá. Cá cò. Mày hả bưởi? Này. Cá đang cạnh luôn chứ.
ở cái ăn này coi, cái ăn sâu ghê luôn. Cá cò, có cá nha, có nhớt rồi. Mình bấm vậy nè coi, mình gỡ bằng tay mình bấm. Đó, vô, vô. Vô, vô, vô. Múc cho nó miếng nước. Rồi, có nhớt. Có nhớt, có nhớt. Có nhớt rồi các bạn ơi. A few moments later. Sợ gái hú hồn với dưới nhỏ hả? Đóng cỡ con tầm nửa ký thôi lấy làm tin nè. Có sức mài nữa. Nó vô ngay chỗ nãy tôi vừa dướng luôn. Nó thở đó, ngay lỗ trậu á. Có mấy cái trậu qua ra vô nè. Bỏ lên ờ ra chỗ bê đâu rồi, bê đâu rồi, hưởng bê kìa, đu nó chạy kìa, mạnh gì giờ say vậy không nhìn gì mà say dữ, có say à, ở dính một tử nó gì á. Ô cá khá nha bạn ơi. Đó ê, dính mà say rồi nó lặn kìa. Đó vô đây cá sắc inox, cá sắc inox, cá sắc inox chịu ăn rồi nha bạn ơi. Cá cá chịu ăn rồi nha bạn ơi. Rồi hai em giờ là có im im rồi ha. Cá tầm này là im rồi đấy. Cá như dựa bật không? Hai em nha các bạn. Này cá này, cá sẵn. Cá inox, nó ăn inox. Này chớp nắng dữ lắm nha. A few moments later. À, trời mưa mưa xong các bạn. Trời trời còn mây ha. Giờ mình quay cái lời hồ tròn ngay chỗ này mà đi cũng mệt quá trời. Lời này là cái chỗ điện thoại mình ha. Nào. Hồ nè ngay Tân Mỹ nha các bạn, ngay cổng đình ra mình chiến, giờ ra mình ra ngay cái chỗ này nè. Đánh dài dài đây ha, kiếm coi cá nha các bạn. Rồi mình ra chiến nha các bạn. Không ăn rồi. Đó, mày nói, mày nhắc dính liền chứ. Mày nhắc dính liền, độc thiệt. Chưa lên đầu, chưa lú đầu. Nó mày nhắc dính liền. Mini, mini, mini. Mini, ừ, nó ói cá con ra luôn nè. Này các bạn, nó nè, ói cá con luôn nè. Chứng tỏ là nó không có đói nha các bạn. Nó có rô phi con nè. Nó không có đói mà nó thấy con cá của mình á. Thấy con cá của mình lạ quá nó ăn. Ủa nó ăn lúc trong luôn. Đây, đây là cái kìm đây ra.
hai cá kia mình bỏ nhà là nha các bạn. Chưa mình dính được hai con, bỏ nhà rộng rồi. Nó không phải đói nha, ăn cái lúc luôn. Cái con cá này ách sành đi tức nó ăn chứ chưa đói nữa, đang ngậm cả con quá trời bự. Cá rô phi, ngậm cá rô phi con. Rồi buổi chiều có gió nha các bạn, buổi chiều có hứng thú rồi đấy, ăn trên đầu cạn á thiện ơi. Thiện thì câu bển, nhưng mà câu bển mình bên này quất trên đầu cạn á chứ, chạy xe ra đó mình ra chiến tiếp được mà. Bình thường lên là cá nhỏ không, dụ cho cá bự cự à, giật đầu cành đâu coi, đi ách sành lạ lạ nha, dẹp đầu cành nè. Cứ kéo cá sắt kéo kia cũng quen mồi. Ăn đầu bài luôn chứ. nhịp cái đầu cành vô mới ăn chứ. Ô cá cũng trọng à. Nhịp đầu cành, vũ đầu cành ăn ghê. Đấy, hai em. Khá nha các bạn. Đó. À. Miếng đỏ nữa nè, đầu đỏ. Mình vũ đầu cành cái dí theo luôn chứ. Vũ đồ càng anh dí theo chứ ta. Đỏ nữa nha, màu đỏ nữa các bạn ơi. Màu đỏ nữa kìa các bạn. Rồi gấp bỏ vô cái kìm kẹp qua các bạn ơi. Giờ nó dùng một cái dính cái lưỡi mình, lưỡi vô giò mình, vô tay mình. Cái kìm kẹp đây các bạn. Kẹp cái lưỡi vô. Nó. Khoắm gì vậy? Tán miệng ra nha. À. Cá ngon không các bạn? Mập. Cá đây mập không? Hai em cho buổi chiều này nha. Buổi sáng hai em, buổi chiều hai em. Ơi mưa nữa các bạn ơi. Ra chuyến nữa. Được nha. Có mùi nhất cả nha. Giờ cũng tối rồi các bạn, nhìn nè. Mà trà phức bóng cây thì hết ha. Giờ mình về các bạn. Được hai con cũng có cá nướng rồi.
Cái chiều mình đổi qua con này nè, mà con không được. Mình được hai con nha các bạn. Với trưa mình được hai con nữa. Rồi, hai con để mọi cá lại cho các bạn xem cái cả. Các bạn được hai con nè. Các bạn giờ hai con với trưa được hai con. Bữa nay được bốn con nha các bạn. Ui nhảy ra. Có một tay quay. Tối rồi. Mình xin kết thúc video nha các bạn. Các bạn xem video ủng hộ mình cho mình xin một like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo mình ra clip mới nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Còn chị Thiện bên kia các bạn. Chị Thiện không có con nào hết. Giờ về.